Mời quý vị và các bạn tiếp tục cập nhật những tin tức đang được quan tâm cùng chương trình vừa đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Nhiều bệnh nhân ngộ độc thuốc lá điện tử chứa ma túy. Độc lạ với giống mít tố nữ hương sầu riêng. Lợi bất cập hại khi xin lời tư vấn hôn nhân trên mạng. Thói quen cần tránh khi đi xe máy vào mùa mưa. Thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh cho biết, các bác sĩ vừa tiếp nhận cấp cứu một trường hợp bệnh nhi 2 tuổi bị ngộ độc thuốc tẩy mụn ruồi do sự bất cẩn của người lớn khi bảo quản quá chất. Theo gia đình bệnh nhi, lọ thuốc tẩy mụn ruồi được bảo quản trong lọ giống ống men tiêu quá nên trẻ uống nhầm. Sau khi uống khoảng 1-2ml thuốc tẩy mụn ruồi, trẻ xuất hiện nôn, đau họng, đau miệng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy. Kết quả nội soi có tình trạng niêm mạc họng và lưỡi bị bỏng. Các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị viêm loét họng miệng cấp sau ngộ độc quá chất. Sau điều trị, sức khỏe của trẻ đã ổn định. Bác sĩ cho biết trẻ uống nhầm quá chất sẽ dẫn đến những tổn thương nghiêm trọng. Vì vậy, các gia đình nên bảo quản các loại thuốc quá chất ở những vị trí an toàn, tránh xa tầm tay của trẻ nhỏ. Cũng trên lĩnh vực y tế, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, thành phố Hà Nội vừa tiếp nhận nhiều ca ngộ độc thuốc lá điện tử. Điều đáng nói là sau khi xét nghiệm, các mẫu này đều chứa từ 4 đến 5 chất ma túy thế hệ mới. Bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy đa tạng, buộc phải chỉ định lọc máu. Trước đó, bệnh nhân có sử dụng thuốc lá điện tử nhiều năm. Một tuần trở lại đây, bệnh nhân hút một loại thuốc lá điện tử mới và xuất hiện ảo giác, sức khỏe giảm sút, mất ngủ. Kết quả xét nghiệm trong mẫu tinh dầu thuốc lá điện tử mà bệnh nhân sử dụng có 5 loại ma túy tổng hợp thế hệ mới. Thì vài ngày trở lại đây, bệnh nhân đã xuất hiện những cái hoang tưởng, ảo giác, thậm chí là có những cái hoang tưởng bị hại, bị giết. Sau đó thì bệnh nhân dẫn vào cái tình trạng hôn mê, co giật. Bệnh nhân này cũng nhập viện trong tình trạng xuất hiện ảo giác, mê sản. Trước đó, bệnh nhân đã sử dụng một loại thuốc lá điện tử được bán trên mạng. Sau khi sử dụng, bệnh nhân có biểu hiện lạ nên được người nhà đưa đến bệnh viện. Gần đây, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai liên tiếp nhận nhiều ca ngộ độc do sử dụng thuốc lá điện tử có chứa ma túy. Xét nghiệm trong mẫu thuốc lá của bệnh nhân đã sử dụng đều chứa từ 4 đến 5 chất ma túy rất mới hiện nay. Theo các bác sĩ, có khoảng hàng trăm chất ma túy thế hệ mới được tạo ra liên tục. Tất cả các loại ma túy thế hệ mới của ma túy tổng hợp này, đó là các cái hóa chất nhân tạo mới được tổng hợp, mới được tạo ra. Thế và chắc chắn trước mắt chúng ta đã thấy là đó là những chất có tác dụng kích thích cực mạnh lên thần kinh, tâm thần, lên tim mạch, thậm chí lên đa cơ quan. Bởi nó đã gây tổn thương đa cơ quan, suy đa cơ quan, cấp tính và chúng ta ngay cả chuyên ngành cấp cứu hồi sức và chống độc đã chứng kiến tổn thương rất, đây là hóa chất cực độc, rất là nặng, rất là mạnh. Hiện nay, thuốc lá điện tử đang là môi trường mới để chứa nhiều loại ma túy thế hệ mới, rất khó bị phát hiện. Các chất này đang gây những tác hại cực độc và cực mạnh, không thể lường trước được cho sức khỏe con người nếu sử dụng phải. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua được coi là cao điểm mùa đánh bắt tôm biển của các ngư dân Khánh Hòa. Các tàu đánh bắt tấp nập trở về cảng với sản lượng đầy ắp. Đây là loại tôm dễ tiêu thụ, ngoài làm tôm khô thì còn chế biến được nhiều món ăn khác nữa. Sau vài ngày đi đánh bắt ở các vùng biển xa, các tàu thuyền của ngư dân Khánh Hòa liên tục trở về cảng cá Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang với đầy ắp tôm biển, tạo nên không khí nhộn nhịp. Tôm biển còn được gọi là tôm láng với kích cỡ nhiều loại, có con to bằng con tôm sú. Bình quân mỗi ký tôm còn vỏ, ngư dân bán được 60.000 đồng một ký, còn tôm đã được bóc vỏ có giá là 120.000 đồng một ký. Do là loài tôm sống trong môi trường tự nhiên nên rất được ưa chuộng. Ngoài làm tôm khô thì còn được các nhà hàng dùng làm gỏi, nấu lẩu và chế biến nhiều món ăn khác. Trúng tôm biển, ngư dân có thêm thu nhập, phấn khởi chuẩn bị cho những chuyến đi biển tiếp theo. Thưa quý vị, năm 2020, anh Nguyễn Hữu Khang, sinh năm 1989, ở Cù Lao, Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, đã đem một nhánh mít từ Đài Loan, Trung Quốc về và ghép vào gốc mít tố nữ ở địa phương. Sau đó cho ra loại mít có hương vị lai với mùi sầu riêng.
Hiện thì giống mít này đang được anh Khang trồng thử nghiệm. Anh Khang cho biết giống mít này ở Đài Loan gọi là mít tố nữ hương sầu riêng. Lúc đi lao động bên đó, anh được ăn thử, thấy ngon nên đem về trồng thử. Loại mít này ruột có nhiều màu, đỏ, hồng, vàng, trắng sữa, mỗi màu cho mùi vị khác nhau. Hiện vườn mít của anh Khang được khoảng 400 cây. Mình trồng khoảng 18 tháng cây bắt đầu cho trái thì cây đến khoảng chừng 5 trái, 7 trái là vừa. Tại vì cây nó mới có trái thôi, để nhiều quá thì trái nó không bị đẹp, không bị tròn. Trọng lượng mỗi trái nó khoảng trung bình nó khoảng từ 2,5 tới 3 kg. Mít cho trái vụ đầu tiên, anh Khang bán cho khách hàng dùng thử và nhận được phản hồi tích cực, như muối nhiều hơn, ăn có vị béo, mùi thơm đặc trưng. Vụ trái mình thu hoạch đầu tiên của mình là vụ chính luôn, nó rơi vào khoảng tháng 5, tháng 6 âm lịch. Mình mổ mít ra thì cái tỷ lệ muối của nó sẽ cao nhiều hơn, ăn nó cũng sẽ ngon. Theo anh Khang, do mới trồng thử nghiệm nên chất lượng trái mít chưa đạt được như kỳ vọng. Anh sẽ tiếp tục xử lý và nâng cao chất lượng trái trong những vụ sau. Trong khi đó thì xoài cát, mà đặc biệt là xoài cát Hòa Lộc, là loại trái cây đã quá quen thuộc đối với mọi người. Tuy nhiên ở mỗi vùng đất, mỗi thổ nhưỡng khác nhau thì cây xoài sẽ phát triển và cho ra trái có hương vị đặc trưng riêng khác nhau. Điển hình như là xoài cát Hòa Lộc được trồng ở xứ Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Thưa quý vị, khi mà ăn thì có hương vị ngọt thanh, ít xơ, đồng thời trái to và căng bóng mịn, màu vàng nhạt, được thị trường rất ưa chuộng. Ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, người dân chủ yếu làm lúa, nuôi tôm. Tuy nhiên có dịp về xã Thổ Sơn, du khách không chỉ được ngắm nhìn núi non mà còn được đánh thức vị giác khi ăn và cảm nhận mùi vị ngon ngọt của xoài cát Hòa Lộc xứ Hòn. Cát Hòa Lộc này nó xuất sang và trồng được ở cái xứ Hòn này là cách đây có khoảng 23 năm. Đó, nông dân là tự tìm cái loại mà cái giống cát Hòa Lộc là từ các tỉnh như ở Tiền Giang hoặc là Đồng Tháp hoặc là Trà Vinh đó, rồi mang về trồng. Họ cảm thấy lúc đầu thì cái diện tích trồng ở đây nó tương đương có khoảng là 3-4 ha. Nhưng mà sao cái quá trình cái cây thời cát Hòa Lộc này nó cho cái trái mang lại cái hiệu quả vừa chất lượng mà vừa sai trái, rồi vừa cái độ nó có độ chín, độ ngọt, rồi độ riết trong cái trái xài thì bà con đã nhân rộng lên nhiều. Đến đây thì trong cái hợp tác xã thì cũng trồng xoài này là tương đương với là trên 400 ha. Hiện xoài cát Hòa Lộc ở Hòn Đất được người dân cho trái luân canh 2 vụ một năm và chủ yếu xử lý để thu hoạch vào tháng 7, tháng 8 hoặc dịp Tết hàng năm. Cây cho trái sai nên mỗi năm người dân ở đây thu hoạch đạt năng suất 6 tấn trái 1 hecta. Đồng thời để xoài cát có da căng bóng, mịn, màu vàng nhạt, anh Đô và nhiều người dân ở đây đều xử lý bằng phương pháp bao trái xoài. Do đó khi thu hoạch, trái xoài có mẫu mã đẹp, được thị trường rất ưa chuộng. Độ ngon của trái xoài này, cái xoài này nó được thiên nhiên ban tặng. Thứ nhất là mình phải kể từ cái đất, nó được là cái vùng đất này, cái vùng đất là cát pha xét, thành thử nó rất thích hợp cho cái cây xoài nó sinh trưởng, và cái đồng thời nó cũng tạo cho cây xoài nó có một cái sức sống, một cái tạo cái độ riết, cái độ ngộ của trái xoài. Mà khi mà chúng ta ăn cái trái xoài này nó mang lại là cái trái nó rất lớn, kích thước nó lớn so với tất cả các vùng khác. Thì rồi cái độ ngọt của trái xoài thì nó rất đạt, mà nó ngọt thanh, hay là nó ít sơ, và cái đồng thời nó chín lên, nó có cái màu vàng nhạt rất đẹp. Xoài cát Hòa Lộc ở Hòn Đất có mặt ở các thị trường lớn trong nước như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và đi vào hệ thống các siêu thị. Hiện xoài được thương lái vào tận vườn thu mua với giá từ 30.000 đồng đến 40.000 đồng 1 kg, người trồng có lợi nhuận tốt. Thưa quý vị, nhiều người thường xem mạng xã hội là một kênh để bày tỏ nỗi niềm. Chỉ cần tạo một tài khoản ảo sẽ không ai biết đến danh tính, từ đó có thể dễ mở lòng tâm sự, chia sẻ những câu chuyện thầm kín, đặc biệt là chuyện hôn nhân gia đình. Tuy nhiên, mạng xã hội thì luôn có hai mặt. Và để trả lời cho câu hỏi, có nên xin lời tư vấn hôn nhân trên mạng xã hội hay không? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện cuộc sống ngay sau đây. Là một người phụ nữ có gia đình, chị T đã từng lên một hội nhóm trên mạng xã hội để tâm sự chuyện hôn nhân trắc trở của mình. Thế nhưng sau khi tâm sự thì không những không cảm thấy dễ chịu hơn,
mà chỉ còn căng thẳng, mệt mỏi, áp lực và những lời khuyên tiêu cực. Mình có chuyện hiểu lầm với chồng của mình á, mà mình không có ai tâm sự hết, nên mình mới lên mạng, mình vào cái nhóm kín, mình viết vài dòng tâm sự. Cốt yếu là mình muốn nhận được cái nhiều sự đồng cảm và an ủi chia sẻ của những người xung quanh. Mà ai dè đâu, toàn là bình luận tiêu cực không à. Rồi có người còn xúi mình là ly dị chồng đi. Rồi mình đọc xong mình thấy hoang mang và mình xóa bài luôn. Mình và chồng mình là đã ngồi lại với nhau, giải quyết từng cái khúc mắc mà hai người đang gặp phải rồi. Không chỉ trường hợp của chị T mà một số chia sẻ ngắn chỉ vỏn vẹn vài dòng như có nên lấy người đã từng có gia đình hay không? Mọi người nghĩ gì khi người yêu còn giữ nhẫn của người yêu cũ? Vợ chồng không còn yêu có thể sống chung với nhau không? Cũng nhận được rất nhiều lời khuyên từ các chuyên gia tâm lý online, nhưng đa phần đều là những tư vấn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của người đăng bài. Đó không phải là chuyên môn của họ, nên họ chỉ lấy cái kinh nghiệm cá nhân của họ ra để họ giúp mình thôi. Thì cái kinh nghiệm của họ đôi khi nó không phù hợp với mình. Và đặc biệt là trên mạng xã hội thì họ lại càng không nắm được những cái thông tin liên quan. Do đó mà cái việc chúng ta tìm đến mạng xã hội để tìm lời khuyên thì thật sự là không nên. Bởi vì nó sẽ không đưa ra cho chúng ta những cái thông tin hữu ích cho chúng ta, mà thậm chí nó còn gây nhiễu nữa. Họ đưa ra những cái thông tin sai, không phù hợp với chúng ta, hoặc là những cái lời mà ví dụ như họ không hiểu được vấn đề rồi họ lên án chúng ta. Có những lời comment nó rất là phản cảm, làm cho cảm xúc của chúng ta càng đi xuống hơn nữa. Nhiều người khi chia sẻ những chuyện riêng, những bức xúc của mình lên mạng xã hội, họ đều bày tỏ những cảm xúc riêng, viết lên câu chuyện theo lăng kính riêng của mình. Thế nên không tránh khỏi câu chuyện được kể lại có phần thiếu khách quan. Những người đưa ra lời khuyên cũng dựa vào cảm xúc ấy, câu chuyện ấy để bình luận khuyên bảo. Có những người tính cách nóng nảy, kẻ tội quá lớn, quy chụp rằng câu chuyện này có vấn đề, sẽ đưa ra những lời khuyên lạch lạc, đẩy sự việc đi quá xa. Trong khi đó, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, đằng sau những mâu thuẫn, những câu chuyện nghe có vẻ bức xúc, còn có nhiều vấn đề khác. Đó có thể là những mặt tốt hoặc những sự thật tích cực còn ẩn giấu bên trong mà người kể chuyện lúc nóng giận không nhớ được. Câu chuyện cũng chỉ nghe một phía từ người kể. Chia sẻ lên mạng là một cách để giải tỏa nỗi niềm, trút đi bực dọc. Nhưng nếu thiếu bản lĩnh để mạng xã hội dẫn dắt thì chính là đẩy gia đình đến nguy cơ tan vỡ hạnh phúc. Trong tình yêu và hôn nhân của chúng ta xảy ra vấn đề thì cái vấn đề chính thức vẫn là chính chúng ta. Cảm xúc và cái vấn đề nó xảy ra là gì? Nên đầu tiên chúng ta cần có một cái sự bình tâm để mà mình phân tích cái vấn đề của mình. Nguyên nhân vì sao nó xảy ra và bản thân tôi đang cảm thấy như thế nào. Chúng ta cần có những cái cuộc trao đổi ôn hòa để phân tích vấn đề, và cái quan trọng nhất vẫn là tìm ra giải pháp. Nguyên nhân chỉ giúp chúng ta tìm ra giải pháp chứ không phải nguyên nhân để chúng ta kết án. Khi chúng ta gặp mâu thuẫn trong gia đình thì chúng ta sẽ không đối thoại được với nhau nữa. Nếu như vậy thì chúng ta sẽ phải đi tìm cái nguồn trợ lực của chúng ta, và nguồn trợ lực đó là đừng có tùy tiện. Đừng tùy tiện đi tìm bất cứ một ai, mà phải là những cái người đó thật sự đáng để chúng ta tin tưởng, và họ là cái người khá là khách quan cũng như có một cái kinh nghiệm xã hội rất là tốt. Nếu như chúng ta không tìm được một cái người như thế thì một cái lời khuyên rất hữu ích đó chính là nên đi tìm dịch vụ tư vấn tâm lý hôn nhân gia đình. Bởi vì thật ra đối khi chúng ta tìm đến cái dịch vụ này á, dịch vụ này hiện nay nó khá phổ biến. Họ là những người có chuyên môn, và một cái nữa là thật ra họ cũng chẳng biết chúng ta là ai, chúng ta chỉ là khách hàng, thì chúng ta sẽ dễ dàng giải bày với một người xa lạ mà người xa lạ này họ lại có chuyên môn. Ở một khía cạnh nào đó, việc trút bầu tâm sự lên mạng xã hội cũng góp phần giải tỏa những cảm xúc đang chất chứa trong lòng của nhiều người khi họ không biết chia sẻ, giải bày cùng ai. Những lời tư vấn, những lời chia sẻ, cảm thông của những người xa lạ đôi khi là động lực để giúp họ vượt qua nỗi buồn và những suy nghĩ tiêu cực. Trong sự rối bời không biết xử lý ra sao, thông qua những lời tư vấn chân thành, tích cực, có thể họ sẽ tìm được hướng giải quyết tốt nhất cho vấn đề của mình. Tuy nhiên, mạng xã hội vốn dĩ là thế giới ảo. Thay vì tìm lời khuyên trên các hội nhóm, chúng ta có thể hóa giải mâu thuẫn nếu những thành viên trong gia đình biết cách lắng nghe, biết cách giao tiếp và chia sẻ với nhau. Dù là vợ hay chồng, cả hai đều nên biết đặt mình vào vị trí, tình cảnh của người khác
để hiểu được họ có cảm nghĩ như thế nào, hiểu được tâm tư, tình cảm của nhau. Sự giao tiếp hợp lý sẽ giúp tạo dựng được tình cảm tốt đẹp giữa vợ và chồng, vì đã đáp ứng mong muốn được hiểu, được khẳng định, được đánh giá cao, được cảm thấy có ích từ hai phía. Tiếp tục chương trình vừa đưa tin 24 giờ trưa nay là các thông tin đáng chú ý sau. Bên cha chém người gây thương tích, một đối tượng bị bắt tạm giam. Thói quen cần tránh khi đi xe máy vào mùa mưa. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp Công an quận Phú Nhuận bắt giữ Lâm Minh Quang, 23 tuổi, ngụ quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh về hành vi giết người do mâu thuẫn. Mới đây, Công an quận Phú Nhuận nhận được tin báo về vụ giết người xảy ra trên đường Lê Văn Sĩ, quận Phú Nhuận. Nạn nhân là anh Ca. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 5 giờ gây án, lực lượng chức năng đã xác định và bắt được người gây án là Quang. Tại cơ quan công an, bước đầu Quang khai nhận vào năm 2022 có cho anh Ca vay tiền, nhưng anh này chưa trả hết nợ. Quang cũng cho rằng anh Ca thường xuyên nói xấu mình với bạn bè nên dẫn tới bực tức. Xuất phát từ mâu thuẫn đó, mới đây Quang đi xe máy từ nhà đến nơi anh Ca ở, trên đường Lê Văn Sĩ, quận Phú Nhuận. Khi gặp anh Ca, Quang đã dùng dao đâm anh này tử vong. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Hay tin cha đánh nhau với người khác, Lê Thanh Đức, sinh năm 1995, trú tại xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, liền mang theo hung khí đến chém trọng thương đối phương. Và liên quan đến vụ việc này, sáng nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Phú cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đức về hành vi cố ý gây thương tích. Khoảng 18 giờ ngày 18 tháng 2 vừa qua, Lê Thanh An đến khu vực khóm Vĩnh Hưng, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú để dự tiệc cưới. Trong lúc dự tiệc, Dương Minh Có, sinh năm 1992, có đến mời bia nhưng An không chịu uống và đôi bên xảy ra cự cãi, sau đó Có bỏ về. Tuy nhiên khi Có lấy xe ra về thì An chặn xe và đánh Có. An tiếp tục gọi điện thoại cho con ruột là Lê Thanh Đức chạy đến. Hay tin cha xảy ra đánh nhau, Đức liền mang theo dao tự chế, ống tuyếp sắt chạy đến và lao vào đánh chém, khiến Có bị thương tích 19%. Trước đó, Đức từng có tiền án về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Thưa quý vị, điều kiện thời tiết ảnh hưởng nhiều đến sự an toàn của người điều khiển xe máy khi tham gia giao thông, đặc biệt là vào mùa mưa sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn hoặc là có những đoạn đường bị ngập nước khiến việc điều khiển xe máy gặp nhiều khó khăn hơn. Nhưng cũng chính vì vậy mà chúng ta cần phải trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng cần thiết giúp hạn chế những rủi ro có thể xảy ra khi lưu thông dưới trời mưa. Và vấn đề này sẽ được đề cập trong phóng sự ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, số vụ va chạm tai nạn giao thông vào thời điểm trời mưa xảy ra khá nhiều. Thậm chí vào những ngày mưa, một số địa phương ghi nhận khoảng từ 3 đến 4 vụ tai nạn giao thông, từ nhẹ đến nghiêm trọng trong một ngày. Đáng lưu ý, bên cạnh yếu tố bất lợi của thời tiết, thì nguyên nhân chính của các vụ va chạm tai nạn này là do sự bất cẩn của người tham gia giao thông. Trời mưa gió rất là nguy hiểm, đặc biệt là với nghề giao hàng. Mỗi khi mà tôi thấy trời chuyển mưa thì phải tìm nơi trú mưa, nó không sẽ bị ướt hàng hóa. Trời mưa, trong khi đó có nhiều người thì người ta chạy, người ta lại dừng đột ngột để mặc áo mưa. Thì như vậy rất là nguy hiểm. Khi trời chuyển mưa, tất cả các loại phương tiện lưu thông trên đường đều muốn di chuyển nhanh, dẫn đến như trường hợp phóng nhanh vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, trời mưa, đường trơn làm giảm ma sát giữa lốp xe với mặt đường. Do đó, việc phanh xe gấp có thể gây tai nạn cho chính mình và cả người khác. Ngoài ra, trời mưa khiến tầm nhìn bị hạn chế, khiến chủ phương tiện dễ rơi vào những tình huống nguy hiểm như đi vào ổ gà hay miệng cống thoát nước. Việc đi cạnh các xe ô tô trong trời mưa cũng khiến người điều khiển xe máy bị che khuất tầm nhìn và có khả năng rơi vào điểm mù của xe, đồng nghĩa với khả năng xảy ra tai nạn cao hơn. Một yếu tố gia tăng nguy hiểm khi lưu thông bằng xe máy trong mùa mưa là việc mặc áo mưa không phù hợp. Áo mưa có thiết kế quá rộng, dễ bị gió hất lên hay cuốn vào bánh xe. Người điều khiển xe bị mất thăng bằng, té ngã.
Để đảm bảo an toàn, mỗi người cần chủ động trang bị cho mình những kiến thức, kinh nghiệm cần thiết để có thể di chuyển an toàn, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Trong quá trình mà đi đường mà lỡ gặp mưa, thì nhất là cái thời gian mà giông gió nổi lên thì nên tấp vào một cái nhà nó kiên cố, không đứng dưới gốc cây, không đứng ở lòng đường mà nên tranh thủ núp lại. Vì trong cái thời điểm đó là rất nhiều cái yếu tố rủi ro, cây ngã đổ vân vân, sét đánh, thời điểm đó rất là quan trọng. Và đợi ngớt mưa rồi hãy về. Mặt khác là trong quá trình đi trên đường như vậy thì có thể xe nó bị hư nữa. Nếu mà mình đang làm ở cơ quan thì mình nên chờ hết mưa rồi mình hãy về, chứ mình đừng cố gắng là mình đi trong cái thời gian mưa. Không chỉ trang bị những kỹ năng lái xe an toàn trong mùa mưa, mà chúng ta cũng nên chú ý bảo dưỡng xe máy của mình để phát hiện và sửa chữa kịp thời nếu như có hư hỏng hoặc những bộ phận sắp đến thời hạn cần thay mới. Kiểm tra xe cộ trước khi trời mưa cũng quan trọng. Ví dụ như kiểm tra thắng, bảo dưỡng xe cũng là một cái yếu tố nó giúp cho mình là không bị trục trặc trong cái quá trình mình đi xe. Bởi vì khi mùa mưa đó, xe nó ngập nước rồi thắng nó không ăn. Ví dụ như vậy thì nó dẫn đến những cái tai nạn. Do đó cái người lái xe gắn máy cần phải chú ý đến cái yếu tố coi như là về cái an toàn giao thông khi trên đường, rồi sử dụng các cái áo mưa cho nó đúng cách, rồi biết cách tránh mưa, không nên đi vào những cái lúc mưa to gió lớn, như vậy nó vô cùng nguy hiểm. Vào mùa mưa, người dân cần chủ động theo dõi thông tin về thời tiết, cần nắm bắt kịp thời thông tin về những điểm ngập sâu, chủ động chọn tuyến đường thích hợp để di chuyển. Ở những nơi ngập nước, người lái xe cần chú ý giữ bình tĩnh, đi đúng tốc độ để có thể xử lý các tình huống thật tốt, để tránh những tai nạn nguy hiểm cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.